quay trở lại với kênh xem chị Tây khoa học tướng số Đồng Nai Trần Quang Vlog ha. Thì trong cái video này ha, mình sẽ đưa đến cho mọi người ha cái hồi sáng mình đã nói ha, là cái bàn tay thực tế của cái vị khách mình mới xem xong ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì đó là cái bàn tay mà nó là thực tế nhất ha, về cái dấu hiệu về đất đai, nhà cửa, cái điện sản người ta ha. Đó, bàn tay đó rất là đẹp ha. Thì mình sẽ dùng cái bàn tay thực tế đó thì để mọi người thấy về cái chính xác về cái nhà cửa đất đai khi mà mình xem mình nhận định cho mọi người ha. Rồi thì với cái bàn tay mà của cái vị khách nữ này ha, khi mình xem mình là mình đã thì người, khi mình xem họ họ cũng nói một điều gì đâu ha. Thì nhưng mà khi, trong quá trình xem thì mình nhận định về đất đai nhà cửa ha, thì mình có nói với họ ha là với về nhà cửa ít mà họ trong cuộc đời họ phải có từ 3 căn nhà và ít là cho đến thời điểm hiện tại là phải có 2 căn và còn đất đai nữa ha, đất đai được thừa hưởng hoặc là đất đai có thêm nữa và trong cái quá trình xem xong á, thì cái chị khách nữ này ha, chị phản hồi mọi thứ về cái điện thổ, nhà cửa, đất đai là mình nhận định nó hoàn toàn chính xác ha. Thì mình sẽ dùng những cái bài thực tế như vậy để mọi người thấy được cái khi mình đưa về những cái dấu hiệu về đất đai á, mình hướng dẫn cho mọi người á, là nó phải chính xác như thế nào thì mình mới dám đưa lên ha. Rồi thì mình để mình review vô cái phần của khách ha. Rồi thì đây là cái hội chính của mình mọi người ha, hội chính về xem chị Tây khoa học tướng số Đồng Nai xem quá khứ hiện tại và tương lai ha. Đó rồi mình sẽ vô cái bài mình mới xem xong cho khách nè ha. Đây 44 phút trước ha, ở trong buổi sáng này mình mới xem xong cho chị khách này là buổi sáng hôm nay luôn á ha. Đây nè, thì cái bài này là cái bài mình chị đăng lên lại ha, về cái những quá trình mà khách hài lòng mọi thứ từ cái quá khứ mình xem cho chị á ha. Đó. À, rồi mình sẽ vô ha. Đây thì khi chị tìm đến mình ha, chị biết mình qua Facebook và YouTube nè ha. Chị sinh năm 78 nè, sống ở Thanh Đa ha, thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở đây thì là cái chị chuyển phí cho mình ha, là 1 triệu đây ha. Thì những cái này nó là thực tế ha, mình đưa lên cho mọi người để mọi người thấy ha. Rồi phần đây là cái quá trình mà mình chụp lại nè. Đây đây là cái khi mà chị gửi hình ảnh là mình xem xong cái quá khứ mình có nói với chị nè ha. Nghe do hình ảnh chị nó gửi nó vẫn mờ nè, cho mình cũng nói với chị luôn nè ha, hình ảnh tấm giữa lòng bàn tay nó mờ nè ha, nhưng mình cố gắng phân tích nè quá khứ công việc ở những cái thời điểm mình thấy khoảng 30 cho đến 40 nè ha, từng năm nè, vận may công danh mà từng thời điểm từ lúc chị nó biết ra đời kiếm tiền đến nay nè là 44 tuổi âm nè ha, và tiền tài vài năm quá khứ vừa qua nè, tính cách nè, những gì về chị nè ha, mà chị cảm nhận được nè ha, thấy ok chưa ha, ok rồi thì chụp lại cái hình ảnh cho nó rõ hơn để mình xem cái tương lai vậy khi đến già nè ha, thì chị phản hồi nè là ok ha. Đó đó, đây thì mình có nói ha, ok rồi thì mọi thứ chụp lại hình ảnh ha, mình sẽ xem về cái phần tương lai tiếp. Còn đây là cái quá trình là khi mình xem xong nè ha, đó, thì mình có nói với chị đó nè, cái quá trình mình xem chi tiết cho cuộc đời một người về mọi mặt nè, công việc công danh nè, từng thành công lớn nhỏ nè, vợ chồng con cái nè, nhà cửa đất đai hậu vận nè, tính cách nè, phong thủy nè, nhà cửa nè ha, cũng xong rồi nè, bạn hài lòng với tất cả những gì mình đã xem chứ ha, thì chị đây chị phản hồi ha, cảm ơn bạn nhiều ha, không phải bạn xem tướng số bình thường như những người khác, người thầy khác ha, mà bạn còn để cái tâm cái hướng thiện ha, chúc bạn nhiều sức khỏe may mắn nè ha. Rồi tiếp đến ha, thì mình có hỏi lại chị một lần nữa ha, là về cái điện sản nhà cửa mọi thứ ha, là mọi thứ bạn đang có theo những cái dự báo của mình á, bạn thấy nó gần chính xác chưa ha, vì có những thứ tài sản nó sẽ còn đến ở cái tương lai sắp tới nữa ha. Đó thì đây chị phản hồi mọi người thấy ha,
Về tài sản á, thì đúng như bạn nói ha, mình đã sở hữu nhà cửa từ năm 20 tuổi rồi ha. Đó, thì mình có nói nè, đây là quá ok đó, chúc mừng bạn ha. Đó, chị cảm ơn mình ha. Đó rồi, thì bây giờ mình vào cái phần Messenger nhanh lẹ ha, để mọi người thấy được cái thực tế là khi mình xem bằng mình xem cho khách đó ha, chứ không phải là lấy chụp ở đâu mà đưa lên ha. Rồi thì đây là cái quá trình từ lúc ban đầu chị tìm đến mình là mọi người ha. Đó đó, cái phần hồi nãy này mình có chụp nè ha, mình đã hỏi chị sống ở đâu nè, chị sinh năm 78, sống ở Thanh Đa, Hồ Chí Minh nè ha. Đó rồi thì tiếp đến đây là đến phần chị chuyển phí cho mình nè ha. Đó rồi, rồi mình tua nhanh nha để mọi người thấy là mình xem cho khách nó là thực tế ha, mọi thứ nó chính xác, nó hoàn hảo vậy ha. Đây thì cái đây là cái mọi người thấy những phần thu âm mình xem cho khách nè ha. Đó rồi thì đây là cái phần mà hồi nãy mà mình đã nói với mọi người ha, mình hỏi chị đó về cái quá khứ, mọi thứ mình xem xong cái phần quá khứ ấy, ha, mọi thứ nó ok nè ha. Rồi rồi thì đây đến cái phần mà mình xem xong về cái tương lai cho chị nè. Ha, đó cái phần hồi nãy mình mới chụp lại cho mọi người thấy nè ha. Đó ha, đó, cảm ơn nè. Cái phần mà xem tính số bình thường mình cái tâm cái thiện nào hồi nãy mình mới đọc cho mọi người sao đó. Rồi thì đây là cái phần mà mình hỏi lại về cái điền sản, mình xem là mình nói đã chính xác chưa ha. Đó thì chị phản hồi ha, về tài sản thì đúng như bạn nói ha. Đó rồi, rồi bây giờ mình sẽ phân tích cái bàn tay thực tế của cái chị đó cho mọi người thấy nè ha, vì sao mà tài sản mình lại nhận định là người ta có đến 3 căn nhà ha. Thì mọi người thấy ở đây ha, những cái dấu hiệu nè. Đây mọi người thấy ha, đây là hai cái tam giác nè ha, hai cái tam giác nè. Đó là cái mà mình nói cái chị này á, là ở quá khứ cho đến hiện tại này là chị phải có từ 2 căn nhà ha, và một cái căn nhà nữa ở cái phần tương lai sắp tới nó sẽ đến nè ha. Đó mọi người thấy cái tam giác thứ ba, mình thấy tam giác màu vàng này ha. Đó đó là cái bàn tay này, bàn tay mọi người thấy bàn tay của chị này rất là đẹp ha, nó đầy nè, đầy đặn nè, gò cái gò gò kim tinh của chị nè ha, nó rất là đầy luôn ha, cái bờ thái âm cũng vậy ha, và hầu như các gò tay của chị này là rất là đầy đặn ha. Đó đó là một cái tốt về cái tốt mà nó báo hiệu về cái điện thổ nữa ha. Rồi thì ở đây này mọi người thấy là ở cái mình này zoom cho nó bự ra tí ha, mọi người thấy ở cái gò ngón trỏ của chị này nè ha, có một cái ô vuông đất chứa điện nè ha. Đó đó, ô vuông đất chứa điện nè, cái này mình có nói với chị đó nè ha, ở trên nó có cái đường tài lộc nó đi xuống nè. Mọi người thấy nè ha, cái đường màu vàng nè ha, cái này là cái lộc thiên tạo đó ha. Ngoài ra thì cái ô vuông chữ điền này nè ha, là nó được kết hợp ấy, là từ một cái đường, nó từ cái đường sinh mệnh này nè. Nó đi thẳng lên ha, đó thì nó kết hợp vô thành một cái hình ô vuông chữ điền này ha. Thì mình có nói với chị á, ha là tay của chị á, ha là được quý cái đường này thẳng đi lên này nè, là mọi người còn nhớ ha, đây là cái đường mà quý nhân giúp đỡ ha, và nó báo hiệu là cái sự thành công và cái tương lai của cái người đó ha. Đây bên cạnh đó thì cái ô vuông chữ điền này sẵn mình nói luôn đi, cho nó xong đi ha. Thì ô vuông chữ điền này là cái đất đất đai chỉ có nè ha, đất đai chỉ có hoặc là nhà đất hoặc nhà được thừa hưởng từ gia đình chị hoặc là từ gia đình chồng chị đó ha. Thì vì tay của chị này á, mọi người thấy nè ha, tay chị này á, là tay được có được sự giúp đỡ hỗ trợ về vật chất từ từ bên chồng ha. Rồi mọi người thấy nè, ở đây nè, đây chị này còn cái đất ở cái ngón cái này nữa nè, mọi người thấy một cái ô vuông vàng đây nè ha. Mà
Cho nên vì sao mình nhận định về, mình dám khẳng định với chị đó là đất về nhà chị phải có từ ba căn nhà ha, ở đất là phải từ có hai lô là như vậy. Thì đây là bàn tay thật để mọi người thấy á, là cái bàn tay tiền tỷ, đây mới thực tế là bàn tay tiền tỷ ha. Mọi người thấy á, trong cái quá trình mình xem, mình nhận định phân tích cho chị đó nè ha, đây là cái đường vận may của chị nè, nó rất là tốt luôn. Từ cái lúc mà chị đã biết đi ra kiếm tiền ha, nó chạy thẳng một đường luôn ha. Và từ cái khúc ở trên đây nè, cái đường vận may này nó chạy tới ba bốn đường luôn nè. Đó, 1, 2, 3 và 4 ha. Cho nên là vận may của chị rất là tốt. Ngoài ra cái công danh, cái đường công danh của chị nó xuất hiện khá là sớm rồi nè ha, từ 20 mấy 30 là nó xuất hiện sớm này nè. Đó, nó xuất hiện, nó đi sớm ha. Đó rồi nó đi lên trên đây nè, cái đường công danh này mọi người thấy nè, đó là nó đi lên tới trên đây, nó còn hai ba đường, ba bốn đường luôn nè ha. Cho nên là đây mới là cái đường công danh nó đẹp nè ha. Đi ba bốn đường, nó hướng về cái chân, cái tâm giữa của cái ngón áp út nè ha. Đó thì khi mà cái đường công danh này thể hiện như vậy, tức là cái tiền tiền nó vào và hiện tại chị cũng đang rất là thuận ha. Trong cái công việc, cái công danh của chị ha. Cái này mình phân tích mọi thứ thì chị phản hồi nó, mọi thứ nó chuẩn xác rồi ha. Còn về cái thu nhập của chị nè, mọi người thấy nè, mình nhận định, mình phán đoán cho chị là từ cái lúc 30 giờ ra là chị, cái thu nhập của chị nó luôn đi từ hai nguồn cho đến ba nguồn ha. Nó là cái nguồn từ cái thu nhập chính của chị nè, cái đường này là cái đường thu nhập chính nè. Còn hai cái đường phụ này nè, là những cái đường nó đến từ những thu nhập bên ngoài của chị đó ha. Anh đi lên trên đây nè ha, và nó hướng, mọi người thấy nó hướng về cái trên đây nè, nó vẫn chạy hai đường ba đường, nó hướng vào cái tâm giữa của ngón giữa nè, tức là tiền của chị này nó vào rất là tốt cho đến tận khoảng 59 60 tuổi luôn ha. Đó, nó đi luôn đi từ hai nguồn ha, ít là từ hai nguồn đó. Thì đây mới là cái đường tiền nhiều ha, mọi người thấy ha. Mọi người nhớ những đường song đôi mà mình đã nói ha, đó nó thể hiện những đường đi song song lên, thì đó là cái đường tiền nhiều ha. Còn những cái đường gạch ngang này nè, mọi người thấy nè ha. Đó, đây là những cái đường quý nhân bên ngoài giúp đỡ cho chị nè ha. Một đây nữa nè, là bàn tay của chị này, bạn chị kiếm tiền cũng rất là giỏi ha. Đó thì mọi người cũng thấy ha, đây là mấy cái đường mà nó cũng báo hiệu về một cái sự cái tuổi trẻ của chị ấy, nó có gian nan, có gặp cái gian nan ha, nhưng mà sẽ gặt gặt hái được những cái thành công ở nhà, sớm gặt hái được những thành công trong cái tương lai. Thì cái tuổi trẻ của chị từ lúc kiếm tiền hai mấy thì nay là 44 tuổi âm rồi ha. Thì với cái tài sản hiện tại chị đang có thì nó là chị cũng đang gặt hái được những cái thành công nó đang đến với chị rồi ha. Đó. Thì mọi người nhìn lại cái dấu hiệu ha, ba căn nhà ha, một nè, hai nè, ba ha, và đất nè, một nè, hai nè, thậm chí là có thể còn đất nữa ha. Đó thì đây là bàn tay mình phân tích thực tế của khách, và khách họ họ công nhận mọi thứ hoàn toàn nó chính xác, về ngay cả về đất đai, điền thổ, điền sản, nhà cửa ha. Rồi thì đó mọi người mới thấy ha, đó là cái bàn tay thực tế của khách đó. Mình xem thực tế xong á, và mình dám khẳng định với khách đó, những cái tài sản hiện tại người ta đang có nó như vậy ha. Mọi người, khách đã phản hồi mọi thứ nó chính xác hay như hoàn hảo như vậy ha. Là mọi người thấy những cái gì mình hướng dẫn cho mọi người á ha, về đất đai, điện thổ hay mọi thứ đó, là nó từ kinh nghiệm rất là chính xác của mình ha. Trước giờ mình xem rất là nhiều rồi, về đất đai, nhà cửa mình nói người ta rất là chính xác ha. Thì mình sử dụng cái bài nó thực tế như vậy để mọi người thấy được ha, những cái dấu hiệu mà mình hướng dẫn cho mọi người đó ha. Với những dấu hiệu về trên tay nè, nhà cửa nè, ví dụ như nhà biệt thự này nọ, những cái gì mà mình đã báo ra nó luôn luôn là chính xác. Rồi thì cái chủ đề hôm nay ha, mình đã đưa cho mọi người ha, một cái bàn tay tiền tỷ thực tế nó là như vậy ha. Ba căn nhà, ít nhất là hai lô đất chị sẽ có ha.
Đó là những tài sản mà sẽ có, mà những cái có những cái chị đã đang có rồi ha. Ừ. Chị đã phản hồi trong cái phần mình xem đó ha, mọi thứ về tài sản, đất đai, điện thổ mình nhận định nó rất là đúng ha. Ừ. Rồi thì cái bài video này ha, mình đã đưa đến cho mọi người cái bàn tay thực tế nhất về những cái dấu hiệu về điện thổ, tiền sản của họ ha. Ừ. Để mọi người thấy được những cái dẫn chứng nó đúng và nó thực tế, nó không có nó không phải là hoang tưởng ha, nó không phải là cứ bàn tay cứ thích vẽ gì vẽ rồi nói ha, mà cái đây là cái quá trình mình xem cho khách ha. Họ tìm đến mình là mình họ không có nói một cái điều gì về quá khứ đâu, mình xem họ mình nói cho họ là mười mấy 20 năm quá khứ đó ha, từng năm nó trải qua như thế nào về mọi việc đó ha, về cái điện thổ người tài sản hiện tại người ta đang có ha. Ừ. Và mình dự báo cho cái tài sản sắp tới người ta còn có tiếp nữa. Ừ. Mọi thứ về công việc kinh doanh cho đến già của khách luôn. Ừ. Từng năm nó sẽ trải qua nó diễn biến như thế nào luôn. Ừ. Rồi thì kết thúc cái chủ đề hôm nay ha, mình xin cảm ơn đến mọi người ha, khách trình các anh chị cô chú ha đang theo dõi ủng hộ cái kênh của mình ha, thì mình cho mình cái subscribe cái đăng ký nếu ai chưa đăng ký ha, thì cố gắng cho mình cái subscribe đăng ký ha. Và mọi người ha, nếu mà ai muốn bình luận về cái gì ở trong cái chủ đề của video đó thì cứ comment cho mình ha, rồi mình sẽ trả lời nhé. Rồi ai muốn liên hệ để xem cái chi tiết cả cuộc đời ha thì cứ liên hệ số 0908 515 792, số đó là có Zalo, Messenger và Face nha. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người có thể trong video chiều này, mình có nếu mình làm kịp thì mình sẽ làm thêm một cái video với chủ đề hay nữa nha. Rồi mình xin chào, hẹn gặp lại mọi người.